Mong cốc hận gì ai gây cảnh đắng cay đại giờ anh xong kiếp đang coi biệt dậy đâu khi đường tưởng lay mệt mà tâm tối mà lội đi dậy không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Một gã ăn mày, vậy bà tôi có tưởng ông cần gì bát tiền hay cơm gạo. Thưa bà, tôi tuy là một gã ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải dụng ý khắc thực hàng ngày. Nếu như vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cầm ngay, gã ăn mày hỗn láo, ông muốn chết phải không? Ông là ai? Ông là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này là ai. Trời ơi, Trần Bảo, anh vẫn còn sống sao? Dương Thảo Lan, đừng Bảo ơi, Bảo ơi, em xin anh chớ tới gần. Vì sao phải lánh mặt anh? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ngủ nên đành phải quay lưng cuối. Còn thương còn nhớ những kỷ niệm vui buồn của ngày ta sống bên nhau. Trân Bảo, thì tại nào sao vừa gặp lại nhau tù tâm tối, tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải nắm chờ tháng đây. Sợ tầng cận gió rét, sợ lúc trời đổ mưa giông làm cho lên hồng mỗi thắm mắt biết em xanh tóc mây dài dời bao nỗi nhớ niềm thương gái rất con tim làm cho ấy vài ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm cánh dài thắp theo thương đầy qua lạnh lẽo cho mưa cầu phòng Trần Bảo. Dưới những chẳng rối đòn nát tan thanh sát những nâu bằng giấy rất là ngưng tâm. Tôi nóng lòng gặp lại cô nhân nên sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cùng. Nhưng có
giữ những khúc cổ tay con tàu lá lai nghịch cảnh chờ chiêu cho đời dấu bé dù không lối đào tạo khác tiếng sói mát những đôi với anh em không đôi già thay lòng ta vẫn còn yêu tôi thì tại sao lại đành tâm đôi bên xa thì một cô tốt nữa như bên sông nước ngày ngày dắt lùa bao ơi mà nay em trở thành tổng đốc phu nhân bà ơi cho tới nay tôi mới biết tôi lầm đi say đậu và yêu đương trên bài ca tôi từ đâu có sầu đã làm cho bà càng phải hướng sắc đau mà bà vẫn vui vui trên cắm lụa vàng son hết dạ hai đêm con xin cảm ơn quý chị rất là nhiều. Cũng để theo lời yêu cầu thì Hằng Đi cùng với Đức Tài sẽ gửi đến quý vị thêm một trích đoạn nữa trong vở tuồng Vụ án Bá Ngương. Ông ơi, tôi xin ông hãy tha cho chồng tôi toàn. Thank you.
dù chú trình nguyện cho ngày vui quý cho em mơ đánh đông sớm không nơi nào để kỳ đây kiếm tình phải đã ta có bậc bé bà ông nơi nào gây chi cánh tình biệt ly cho gió buông mưa gào xin hãy xót thương cho người con gái trọn một đời mới không thể nào quên đừng đừng dối rẽ bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ không quanh thì chị giùm tôi. Huỳnh ơi, em còn sống em đã chết. Nhiều đêm thức trọn nhà thương em nhớ quá làm sao biết ngọ hạ tem tay trắng anh nào mơ dời mộng mơ nên tình hay đưa vàng chuyên thức trọn đêm nay để nhớ anh nghe tình yêu thức nhờ em đêm nhớ từng nụ cười ăn mặn nhớ lời ngọt ngào em tóc em thơm giấc ngủ dịu biết này anh có nhớ em không Quân ơi em ở đâu em nhớ từng nụ cười ánh mắt nhớ lời ngọt ngào âu yếm ơi nhớ gì hơn nhớ người yêu à. Bằng giấc mộng có phận gì ai gây cảnh đắng cay đại giờ anh sống kiếp đang coi biết dậy đâu khi đường tương lay mệt mà tâm tối mà lội đi dậy không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi ngoài kia lớp
xin chân thành cảm ơn tiếng hát của hai nghệ sĩ Đức Tài và Hằng Nghi rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn.